rèn con dao phay ra thịt gà tươi gỗ cho bà con xem. Rồi bây giờ em mới rèn lưỡi nhé. Đánh tay rồi giờ em đang vuốt cho cái tay này dài ra để đủ chiều dài để cắm rồi vào. Thì tay rất là chắc và còn mua hàng yên tâm là không bị lúc sử dụng đăng chặt là không lo bị gãy tay ạ. Tay rất là chắc chắn, nó không mỏng như những con dao còn muốn mua hàng thì đặt hàng thì để lại bình luận bên dưới hoặc số điện thoại bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho bà con. Công đoạn nắn chỉnh con dao phay chặt gà. Nắn chỉnh con dao phẳng. Sau khi nắn thẳng xong mình sẽ đàn nguội con dao. Đàn nguội dao để tăng độ cứng của dao và làm cho con dao đều đẹp không còn vết búa. Các bạn xem video cho nhớ cho mình xin một like và một nhấn chuông giúp mình các bạn nhé. Đây là con dao mình đã qua các công đoạn rèn. Sau khi sợ mài qua mình sẽ để bây giờ mình sẽ tôi. Đầu tiên là mình phải bôi muối cho con dao đã, xong đó mình mới tôi các bạn nhé. Bạn tôi dao thì nước tôi càng to thì con dao nó càng bền, độ dao của dao nó bền các bạn nhé. Các bạn dùng lâu mà dao vẫn chưa hết nước tôi ạ. Đây là mình tôi ạ. Các bạn cứ hỏi mình khi tôi thì tôi dùng với cái nước gì đó. Đây là dầu các bạn nhé. Mình dùng với dầu đấy ạ. Muốn con dao được bền thì nước tôi phải to ạ. Tôi xong thì mình bắt đầu vào công đoạn mài lưỡi ạ. Đến công đoạn mài lưỡi các bạn nhé. Có ý kiến gì về video của mình và cách làm của mình thì các bạn cứ thoải mái cho bình luận bên dưới, mình xin tiếp thu ý kiến của các bạn ạ. Các bạn muốn đi mua hàng thì để lại số điện thoại bên dưới hoặc là bình luận bên dưới, mình sẽ trực tiếp liên hệ lại với các bạn để tư vấn cho các bạn. Sau khi mài xong thì mình sẽ đến công đoạn đánh bóng con dao các bạn nhé.
mình đánh bóng cho con dao bóng mịn. Như các bạn cho vào chặt thịt gà thịt vịt nó sẽ không bị những cái nấp nấp nhô. Đấy, các bạn nhìn đấy ạ, sau khi đánh bóng xong thì cần ra bóng đẹp ánh. Các bạn đừng nhầm với những cái dao ở chợ nha, nó không là mình đánh bóng xong mình chỉ đến công đoạn mài các bạn nhé. Bây giờ đây mình đang mài khô, bỏ những cái rát vào vỉa. Những con dao sắc thì các bạn phải mài, lúc mày thô mày phá này các bạn phải mày cho con dao không bị lật lưỡi. Còn nếu con dao bị mật lật lưỡi thì các bạn sẽ không băm được nhé, không chặt được ạ. Sau khi mày thô xong thì mình bây giờ mình sẽ đến mày màu, tạo độ sắc bén của con dao. Thì mình sẽ ra đống cán các bạn nhé. Con dao thay chặt gà chặt vịt này là tay suốt ạ. Tay suốt các bạn chặt yên tâm, không sợ tọt chuôi, mà chuôi dao dày dặn chắc chắn, không sợ khi mình băm chặt là bị gãy cả chuôi các bạn nhé. Đây, khi mình đóng cán là thừa ra ngoài là mình sẽ đóng quặp cả vào chuôi nên tay suốt, nên các bạn yên tâm về chuôi dao không trợ gãy tuột. Đây mình mà sau khi mài xong đây mình cho các bạn xem nước tô của con dao các bạn nhé. Các bạn nhìn kỹ phần lưỡi dao là có một đường thẳng từ đầu lưỡi đến cuối, đến chỗ gót dao đấy ạ, là có một cái đường thẳng, đấy là nước tô của con dao các bạn nhé. Nước dao phải to như vậy thì con dao dùng nó mới bền được ạ. Đây, và mình cho các bạn xem tổng thể con dao. Đây, con dao chặt gà chặt vịt nhìn rất là đẹp mắt các bạn nhé. Đây, con dao chặt gà chặt vịt 6, 7, 8 lạng theo yêu cầu của quý khách ạ.